chương 2131, khống chế. Quy thừa tướng thanh âm vang vọng toàn bộ Long Vương Điện. Cùng với Long Cung một chúng thành viên tiến lên trước một bước, một cổ vô hình khủng bố khí thế làm cả Long Vương Điện tràn ngập túc xác Không có người, dám ngồi chúng ta Long Vương bảo tọa, cũng không có người có tư cách này ngồi trên đi. Giờ khắc này, trên Long Ỷ lôi đông tuyết đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt chậm rãi nang kham lên. Long Cung, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Cải lời lôi đông tuyết tiểu thư mệnh lệnh. Cải lời sấm sét thần chủ mệnh lệnh chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ long cung cũng dám cãi lời thần chủ chi lệnh có phải hay không muốn tự chịu diệt vong long ỉ phía trước đứng ở một bên thanh niên đầy mặt tàn khốc quát hắn ánh mắt nhìn quét phía dưới long cung một chúng thành viên trong mắt tràn ngập khinh thường ở toàn bộ bắc vực ai dám cãi lời sấm sét thần chủ mệnh lệnh không có người dám cãi lời thần chủ chi lệnh cùng tìm chết không có hai dạng long vương ta hiện tại thực tức giận cho ngươi mười giây thời gian mười giây nội làm ta vừa lòng nếu không ta sẽ làm các ngươi hối hận đi vào trên đời này. Lôi đông tuyết ngồi ở trên long ỷ lạnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm vương tiên, trên mặt tràn ngập lạnh lạnh. Cho dù là đối mặt long cung mọi người, nàng cũng không có chút nào sợ hãi. Bởi vì, nơi này là bắc vực, nàng mang theo sấm sét thần chủ chi lệnh tới trưng dụng các thế lực lớn. Chỉ cần có thế lực dám phản kháng, chờ đợi bọn họ đó là diệt vong. Đến nỗi chính mình an nguy, nàng chút nào không lo lắng, bởi vì một khi nàng xảy ra chuyện gì, đây là đối toàn bộ vĩnh hằng sấm sét khiêu khích đối mặt như thế thế lực, Vĩnh Hằng sấm sét tuyệt đối sẽ ra tay cường thế đem chi diệt trừ. Tuyệt đối không có bất luận cái gì một cái thế lực dám động nàng. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, lôi đông tuyết như cũ cao cao tại thượng. Lại là một cái dựa vào chính mình bối cảnh, liền cho rằng chính mình cao cao tại thượng con kiến. Vương Tiên nhìn trên long ỷ lôi đông tuyết, hơi hơi có chút trào phúng nói: "Lấy ngươi bối cảnh, nguyên bản ta không nghĩ động thủ, nhưng là ngươi người này, quá tham lam, quá mức với tự cao tự đại." Gần một cái tam lũ thần hỏa nữ tử, làm sao chờ tư cách, dám đối với ta bên mặt hất hàm sai khiến. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, một chữ tự lạnh băng nói. Oanh! Vương Tiên nói, cánh tay vừa động, một cái tay trảo nháy mắt xuất hiện ở lôi đông tuyết trước người, hướng tới nàng cổ chột tới. Cái gì? Long Vương, các ngươi là ở tự chịu diệt vong. Lôi đông tuyết nhìn đến Vương Tiên cũng dám công kích, giờ khắc này, cao cao tại thượng thần sắc hoàn toàn biến mất, có chút kinh hoảng lạnh giọng quát. Dám công kích vĩnh hằng sấm sét tinh anh đệ tử, Long Cung, các ngươi chết chắc rồi. Bên cạnh chính lũ thần hỏa phụ nhân lạnh giọng quát, ra tay hướng tới bàn tay ngăn trở mà đi. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, từng cây bụi gai trống rỗng xuất hiện ở phụ nhân cùng với mặt khác ba người dưới chân. Long ỷ phía sau tổ thụ nở rộ ra hơi hơi lục quang. Không xong. Phụ nhân trung niên nhìn đến Long cung cường giả ra tay công kích, sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra kinh hoảng chi sắc. Oanh. Vương tiên thân hình chấn động, thuộc về Long cung uy thế bay thẳng đến bọn họ trên người áp đi. Long cung làm vương tiên thần quốc hắn tự nhiên có thể dễ dàng khống chế tiến vào một cái người xa lạ thần quốc tuyệt đối không phải một chuyện tốt nếu như không có cường đại thực lực xông ra thần quốc kế tiếp khả năng liền phải bị vĩnh cửu trấn áp ở bên trong bởi vì nơi này là người khác thiên địa oanh phụ nhân cùng trung niên sắc mặt biến đổi lớn thân hình dường như bị một ngôi sao ngăn chặn bụi gai quấn quanh trụ bọn họ thân hình a a a ngay sau đó khi tràn ngập gai nhọn cành trực tiếp tiến vào đến bọn họ trong cơ thể bọn họ sinh cơ lấy một loại khủng bố tốc độ biến mất. Lôi đông tuyết tiểu thư, cứu chúng ta. Bốn người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, thê lương quát. Lúc này, lôi đông tuyết trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nàng mở ra há mồm. Ông! Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, năng lượng tay trảo trực tiếp bắt lấy nàng cổ. Nàng sắc mặt nháy mắt đỏ lên, tinh xảo khuôn mặt thượng tràn ngập khủng hoảng chi sắc. Không không ngươi phóng. Nàng thân hình kịch liệt giãy dụa, hoảng sợ nhìn chầm chầm vương tiên. Nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Long cung Long vương cũng dám công kích nàng, bọn họ là không muốn sống nữa sao? Hắn cũng dám công kích chính mình. A! À. Lúc này, bên cạnh truyền đến tứ thanh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, nàng ánh mắt nhìn lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Chính mình thật vất vả mời chào cường giả, lúc này thế nhưng bị chém giết. Tên kia chính lũ thần hỏa thần minh, không có chút nào phản kháng thực lực. Đừng giết ta! Nàng đầy mặt khủng hoảng xin tha nói. Chậm! Vương tiên nhàn nhạt nói, bàn tay hơi hơi dùng sức ca ca. Nàng trừng lớn đôi mắt, cả người run rẩy, cảm thụ được tử vong đã đến. Vương tiên cánh tay vung lên, đem chi thi thể ném ở Long Vương trong điện. Tiểu tiên, chúng ta đem nàng chém giết, có thể hay không khiến cho Vĩnh Hằng sấm sét trả thù, lấy chúng ta thực lực. Tông Linh Tú nhìn đến kia ngạo mạng nữ tử bị chém giết, hơi hơi có chút lo lắng nói. Có chút phiền phức, bất quá chúng ta đã tìm hảo đối sách. Vương tiên hướng tới nàng cười cười. Một bên vị trí, quy thừa tướng trực tiếp đi đến Long ỉ phía trước, xoa xoa bị lôi đông tuyết ngồi quá địa phương, từ tổ trên cây tháo xuống một viên phản hồn thai. Đem một viên phản hồn thai cho nàng dùng, thực sự có chút lãng phí. Quy thừa tướng đi đến thi thể trước, ánh mắt có chút lạnh băng nói. Này cũng không có cách nào, bất quá đem chi khống chế, đối chúng ta kế tiếp hẳn là có chút chỗ tốt. Vương tiên nhàn nhạt nói. Ở mấy cái giờ phía trước, ở kiến thức đến lôi đông tuyết tham lam cùng ngạo mạn lúc sau, vương tiên cùng quy thừa tướng liền thương nghị một cái biện pháp giải quyết. Một cái tam lũ thần hỏa nữ tử, vương tiên bọn họ tự nhiên sẽ không quán nàng. Nhưng này phía sau vĩnh hằng sấm sét bối cảnh, long cung trước mắt trêu chọc không được. Lấy mặt khác phương pháp đem chi khống chế, một khi nàng tìm được sấm sét thần chủ, liền có thể dễ dàng mà giải quyết, đến lúc đó long cung nhất định hủy diệt. Chỉ có một biện pháp, đó chính là đem chi chém giết, lấy phản hồn thai cùng long huyết lệnh chi sống lại. Ở long cung nội sống lại lôi đông tuyết, đã xem như thuộc về long cung thành viên. Như vậy, nàng đem chỉ có được một cái ý chí, lấy long cung là chủ, lấy long vương vi tôn đến lúc đó cho dù là thần chủ cũng cảm ứng không đến nàng rốt cuộc ra tình huống như thế nào chính là muốn lãng phí một cái trân quý vô cùng phản hồn thai không có việc gì liền hảo long cung sự tình tiểu tiên ngươi tới xử lý đi thư tình các nàng ở siêu phàm đại lục ta cùng kiếm nhi muốn chạy tới nơi tôn linh tú nhìn đến vương tiên có ứng đối phương pháp cùng lăng kiếm nhi bay ra long cung một chúng nữ sinh hiện giờ đang ở thành lập các nàng long phượng đế quốc long vương nàng hẳn là thực mau liền có thể sống lại quy thừa tướng linh lôi đông lâm thi thể hướng tới Vương Tiên nói một tiếng. Vương Tiên gật gật đầu, hai người hướng tới hóa rồng trì nội đi đến. Đem chi để vào hóa rồng trì nội, có phản hồn thai, tử vong gần vài phút lôi đông tuyết thực mau thức tỉnh lại đây. Rầm. Nàng từ hóa rồng trì nội bay ra tới, trên mặt như cũ mang theo kinh sợ thần sắc. Nàng nhìn chầm chầm Vương Tiên, sắc mặt có chút vạn vẹo. Nhưng thực mau, nàng trên mặt lộ ra cung kính chi sắc. Bái kiến Long Vương. Tấu chương xong. Chương 2132, pháo hôi bái kiến long vương lôi đông tuyết quỳ gối vương tiên trước người không hề có vừa rồi ngạo mạn cùng cao cao tại thượng cùng vừa rồi so sánh với hoàn toàn là hai người vương tiên nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đứng lên đi là long vương lôi đông tuyết cung kính mà đứng ở vương tiên bên cạnh tràn ngập tôn kính chính người ký ức còn ở đi phát sinh sở hữu sự tình ngươi đều nhớ rõ đi vương tiên nhàn nhạt hướng tới nàng hỏi biết là đông tuyết không biết sống chết mạo phạm long vương cảm tạ Long Vương làm ta trọng sinh. Lôi Đông Tuyết vội vàng nói. Biết liền hảo, cùng ta nói nói vĩnh hằng sấm sét lần này trưng dụng bắt vực còn lại thế lực sử dụng. Vương Tiên hướng tới nàng hỏi. Long Vương, vĩnh hằng sấm sét không lâu trước đây gặp đến ma quật yêu tà đại lượng xâm lấn, thậm chí liền ma quật yêu tà sau lưng ma long đều xuất hiện. Lúc ấy sấm sét thần chủ hiện thân, nhưng là lại không có thể đem chi chém giết, thậm chí còn bị này âm một chút, thân trúng độc tố. Bất quá kia ma long thảm hại hơn, long đuôi bị giữ lại, liều mạng dưới mới đào vong, kia ma long hiện tại trả thù chúng ta, vô số yêu tà công kích. Vì tránh cho tổn thất, chúng ta vĩnh hằng sấm xét quyết định mộ binh toàn bộ bắt vực sở hữu thế lực. Lôi đông tuyết hướng tới vương tiên chậm rãi nói. Mộ binh bắt vực sở hữu thế lực đối kháng yêu tà đương pháo hôi. Vương tiên nhướng nhướng mày. Không sai biệt lắm, bởi vì yêu tà bên trong, hơn 20 cái thần cảnh đỉnh tồn tại, chúng ta toàn bộ vĩnh hằng sấm xét lôi thần, cũng bất quá như thế số lượng. Tại đây loại chiến đấu dưới, cho dù là chúng ta có thể lấy được thắng lợi phỏng chừng cũng sẽ tổn thất thảm trọng thậm chí sẽ bị tiêu diệt một nửa lực lượng cho nên mộ binh thế lực khác lấy giảm bớt vĩnh hằng sấm sét tổn thất lôi đông tuyết gật gật đầu nói cách khác chúng ta ngày mai đi trước vĩnh hằng sấm sét lúc sau sẽ trực tiếp tiến vào tiền tuyến vương tiên nhìn về phía nàng không sai trực tiếp tiến vào chiến trước một đường vị trí bất quá có phải hay không bị coi như pháo hôi giống nhau trực tiếp xung phong liều chết qua đi còn muốn khác nói này chủ yếu xem chúng ta quyết định chúng ta làm này đó thế lực khống chế giả có quyền lợi tiến hành lựa chọn nhưng vì đạt được công huân tuyệt đối có đệ tử trực tiếp mệnh lệnh bắt vực thế lực khác coi như pháo hôi xung phong liều chết bọn họ mỗi đánh chết một con yêu tà chúng ta đều sẽ đạt được một ít công huân lôi đông tuyết như thế nói các ngươi vĩnh hằng sấm sét thật đúng là cường thế a vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt long vương ngài yên tâm chỉ cần có ta ở ta sẽ không làm long cung thành viên đảm đương pháo hôi lôi đông tuyết lập tức nói chém giết yêu tà thi thể như thế nào tính? Chúng ta hay không có thể đạt được? Vương Tiên ánh mắt lập lòe, hướng tới nàng hỏi. Tự nhiên, này trong đó đối với một chúng thế lực vĩnh hằng sấm sét cũng sẽ hứa hẹn một ít chỗ tốt, nếu không biết rõ tử vong dưới tình huống, bắt vực thế lực khác tuyệt đối sẽ liều chết phản kháng. Yêu tà thi thể có thể đạt được một nửa, một nửa kia thuộc sở hữu với vĩnh hằng sấm sét, có thể dùng yêu tà thi thể đổi vật phẩm, trận pháp, vĩnh hằng sấm sét sẽ mở ra bảo khố, bên trong bảo vật ngoại giới căn bản không có. Trong đó một ít bảo vật, đối thần cảnh đỉnh đều có cực đại dụ hoặc lực. Lôi đông tuyết nói. Tuy rằng như thế, nhưng như cũ là một cái pháo hôi. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm, bàn tay triển khai, cầm lôi đông tuyết nhẫn không gian. Tại đây những không gian trong vòng, có nàng từ vương tiên nơi này được đến thần thảo thần quả cùng với các loại bảo vật. Bảy cái thế lực, tổng cộng 150 nhiều danh thần cảnh cường giả, hơn nữa bọn họ hang ổ nội bảo vật. Đủ rồi. Vương tiên trên mặt lộ ra một tia miễn cười, thiên ương thần triều bảo vật, Vũ hóa thần tông một hàng tám thế lực bảo tàng, các loại thần thảo đang dược, đã cũng đủ lại lần nữa bật lửa thần hỏa. Khi bốn cái trung niên phụ nhân bị giết không có ảnh hưởng đi, có ảnh hưởng nói nghĩ cách giải quyết trước, ngày mai chúng ta xuất phát. Vương tiên hướng tới nàng nói, xoay người hướng tới Long Vương trong điện bay đi. Vĩnh Hằng sấm xét mệnh lệnh, Long Cung trước mắt không thể không phục tùng, bất quá thực lực của hắn tăng lên lúc sau, ở hơn nữa có lôi đông tuyết ở, tính nguy hiểm sẽ hạ thấp rất nhiều. Đi vào Long Vương trong điện Vương Tiên đảo ra những không gian nội cùng mẫu sào nội sở hữu tài nguyên. Trống trống. Hắn thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành khổng lồ vô cùng bảy màu thần long, mồm to cắn nuốt các loại tài nguyên. Lại bật lửa một sợi thần hỏa, hắn đem có được thần cảnh đỉnh thực lực, đến lúc đó, ở Bắc vực trừ bỏ sấm sét thần chủ, hắn ai đều không sợ hãi. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian cùng tài nguyên, sấm sét thần chủ cũng chiếu sát không lầm. Trống trống trống. Đinh, chúc mừng ký chủ cấp bậc tăng lên, bật lửa đệ tứ lũ thần hỏa tên họ vương tiên chủng tộc âm dương ngũ hành thần long người long hợp nhất cấp bậc bốn lũ thần hỏa thần long biến thứ năm biến thần tinh hai nghìn ba trăm năm mươi trăm triệu một nghìn trăm triệu thần thông thống trị thủy tộc thống trị thấp hơn tự thân cấp bậc thủy tộc cắn nút sinh vật cắn nút sinh vật lấy ra thần tinh ngũ hành khống chế công pháp thần long biến thần thông nhiếp hồn phụ linh âm dương ngũ hành long mắt pháp tương ngũ hành đại ma trong tay long quốc long đầu thiên hạ vạn dặm long khu âm dương hai cực âm dương ngũ hành bát thần long bái vĩ thần quốc long cung có được long cung sáu cấp long cung thành viên ba mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi ba mười phút sau toàn bộ long cung vang lên một tiếng uy nghiêm vô cùng tiếng gầm gừ một vạn năm nghìn mễ long khu chiếm cứ ở long vương trong điện giống như một tòa thần dị vô cùng ngọn núi bảy màu long lân lập lòe thần huy lệnh người lóa mắt khi nhàn nhạt long uy thần cảnh dưới sinh vật tất cả đều rung bần bật này này một bộ hình thái mà giờ này khắc này ở long vương điện phía trước lôi đông tuyết nhìn vương tiên hình thái trừng lớn đôi mắt trên mặt lộ ra chấn động thần sắc thế nhưng cùng kia ma long không sai biệt lắm bất quá thoạt nhìn so với kia ma long lại uy nghiêm cao quý rất nhiều có người nói kia ma long có được trong truyền thuyết thần long huyết mạch chẳng lẽ long vương cũng có được nàng trong miệng lẩm bẩm thần long sớm đã biến mất chỉ có một ít lịch sử ghi lại loại này khủng bố đến cực điểm tồn tại nhưng ghi lại chung thần long đã diệt sạch chỉ có một ít có được thần long huyết mạch yêu thú tồn tại. Hiện tại nhìn kia thất thải quang mang long vương, nàng cảm giác, trong truyền thuyết thần long khả năng đều có chút không kịp. Thần cảnh đỉnh, nếu như ta hiện tại tái ngộ đến vũ ma kiếm thần như vậy tồn tại, 10 chiêu trong vòng liền có thể đem chi chém giết. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, nhìn tự thân thuộc tính, vương tiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chúc mừng long vương lại lần nữa đột phá. Quy thừa tướng đi tới, đầy mặt tươi cười nói. Quy thừa tướng, chọn lựa một vạn năm nghìn danh thành viên, ngày mai đi theo phía trước vĩnh hằng sấm sét nơi đó vương tiên hóa thành hình người tâm tình rất cốt hướng tới quy thừa tướng nói là long vương ta lập tức đi chuẩn bị quy thừa tướng gật gật đầu ngày mai khi nào xuất phát vương tiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lôi đông tuyết bẩm báo long vương đại nhân ngày mai buổi trưa xuất phát liền có thể lôi đông tuyết cung kính gật gật đầu hảo vương tiên gật gật đầu do dự một chút hướng tới siêu phàm trên đại lục bay đi lần này xuất phát không biết phải rời khỏi bao lâu, đi trước nhìn xem một chúng nữ sinh. Tấu chương xong. Chương 2133, cuồng cuộn chiến tranh tiền tuyến. Đi. Ngày hôm sau buổi trưa, Vương Tiên xuất lĩnh một vạn năm nghìn danh Long Cung đệ tử bay ra Long Cung. Phía trước nhất trung ương vị trí, lôi đông tuyết kỵ thừa một con hỏa phượng Hoàng Long chủng tọa kỵ, hơi hơi ngẩng đầu, lại lần nữa khôi phục kia ngạo nghệ thần sắc. Vương Tiên đi theo một bên, một đám người sử hướng truyền tống trận vị trí, vì phòng ngừa vĩnh hằng sấm xét người nhận thấy được cái gì vương tiên lệnh lôi đông tuyết khôi phục ngày thường bộ dáng bên ngoài thượng cũng này đây nàng cầm đầu long vương trước nhất tuyến vị trí ở vào sắc thết tinh cầu nơi đó là đối kháng yêu tà tiền tuyến chúng ta lấy trận pháp truyền tống yêu cầu hai cái giờ thời gian lôi đông tuyết nhỏ giọng hướng tới vương tiên nói ân đi trước rồi nói sao vương tiên gật gật đầu sắc thết tinh cầu cũng không phải một cái tu luyện tinh cầu mà là một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu ở vào bắc vực cùng trung ương khu vực giao giới cách đó không xa. minh mang vũ trụ bên trong, không chỉ có chỉ có tu luyện tinh cầu, giống như trước địa cầu như vậy khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng không ở số ít. Cường đại khoa học kỹ thuật tinh cầu, khoa học kỹ thuật vũ khí có thể hủy diệt thần minh. Bất quá, đại bộ phận khoa học kỹ thuật tinh cầu, ở hiểu biết đến tu luyện chi thuật sau, phần lớn là dần dần chuyển hướng tu luyện chi thuật. Rốt cuộc, tu luyện chi thuật có thể lệnh nhân loại có được thượng vạn thậm chí 10 vạn năm thọ mệnh. Có thể thân thể ngao du hư không? đây là khoa học kỹ thuật tinh cầu khoa học kỹ thuật sở làm không được ông liên tục truyền tống hai cái giờ lúc sau vương tiên bọn họ đi vào một cái sắt thép đúc liền kiến trúc trên không chung quanh một đám rậm rạp trong suốt pha lê phòng ở pha lê phòng trong thỉnh thoảng có người hiện ra cũng có người tiến vào pha lê phòng trong biến mất toàn bộ thật lớn kiến trúc tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm vương tiên ánh mắt quét về phía chung quanh bốn phía một đám sắt thép đúc liền thật lớn thành thị đánh sâu vào tầm mắt mọi người sắt thép tinh cầu là bắt vượt mạnh nhất một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu nơi này khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đánh chết ba bốn lũ thần hỏa thần minh lại cường nói liền không được lôi đông tuyết ngạo nghễ ngẩng đầu hướng tới vương tiên truyền âm nói hiện tại chúng ta yêu cầu đi tiền tuyến vị trí đưa tin lấy chuẩn bị kế tiếp chiến đấu hắn tiếp tục nói ngươi dẫn đường đi vương tiên gật gật đầu đi theo ở lôi đông tuyết phía sau hướng tới phía trước vị trí bay đi chung quanh một đám phi hành ô tô ở không trung xuyên qua cũng có rất nhiều tu sĩ ở trên bầu trời phi hành. Trên tinh cầu này người nhiều như vậy. Vương tiên đảo qua chung quanh, toàn bộ đều là rậm rạp người, tò mò hỏi. Sắc thép tinh cầu hiện giờ là toàn bộ vĩnh hằng sấm xét tiền tuyến, hiện giờ cơ hội thượng trăm cái tinh cầu tu luyện giả, cường giả đều đi vào nơi này. Vĩnh hằng sấm xét không chỉ có mộ binh đông đảo thế lực, còn lấy nhiệm vụ phương thức hấp dẫn hơn một tỷ danh tu luyện giả lại đây trấn thủ tiền tuyến. Ở hơn nữa vĩnh hằng sấm xét các loại cường đại quân đoàn, nhân viên hậu cần, viên tinh cầu này nhân số nhiều hơn 20 trăm triệu. Lôi đông tuyết hội báo nói. Đúng rồi, các ngươi trước kia đóng quân ở năng lượng triều tịch nơi đó cường giả lại đây không? Vương tiên trong lòng vừa động, vội vàng hỏi. Ân. Ừ. Không có, năng lượng triều tịch cũng là một chỗ tương đối quan trọng địa phương, một khi rút lui, sẽ bị vĩnh hằng thần diệp hoàn toàn chiếm lĩnh. Lôi đông tuyết hơi hơi có chút nghi hoặc nói. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vậy là tốt rồi. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm một vạn nhiều người hướng tới phía trước bay đi, chung quanh gặp được người kinh dị nhìn qua. Đương nhìn đến lôi đông tuyết khi, một đám trên mặt lộ ra kính sợ thần sắc. Hiển nhiên này một vị, ở Vĩnh Hằng sấm sét thanh danh thực vang, rất nhiều người đều nhận thức. Sắt thép tinh cầu diện tích rất lớn, vương tiên phỏng chừng ít nhất là địa cầu một hai trăm lần. Vẫn luôn phi hành nửa giờ, mới tiến đến trước nhất tuyến vị trí. Đương vương tiên nhìn đến phía trước chiến tuyến khi, trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Một cái thật lớn vô cùng sắt thép tường thành sừng sững với trong hư không, toàn bộ sắt thép tường thành ít nhất có thượng ngàn vạn km độ cao đạt tới thượng trăm vạn km lúc này tại đây màu ngân bạch sắt thép trên tường thành chậm rạp đứng một đám tu sĩ phía trước vị trí một mảnh huyền phù ở trên hư không trung thiên thạch thiên thạch có lớn có bé đại thiên thạch có trăm km lớn nhỏ tiểu nhân cũng có mấy ngàn mét hoặc nhìn hỗn loạn vô cùng thiên thạch chậm rạp trung ương có yêu tà rít cao tới gần sắt thép tường thành vương tiên phát hiện ở sắt thép trên tường thành có một đám thật lớn vô cùng cổ máy chiến tranh. Oanh! Đúng lúc này, một đạo đường kính cây số trùng tia sáng bay thẳng đến phía trước yêu tà công kích mà đi. Khủng bố trùng tia sáng hoàn toàn đi vào hư không mấy ngàn vạn km, bị đánh trúng yêu tà phần lớn khó thoát một kiếp. Đó là chờ quang minh mất đi chi pháo, này đây khoa học kỹ thuật thao tác quang minh chi lực, có thể đánh chết thần cảnh cấp bậc tồn tại. Lôi đông tuyết nhìn đến vương tiên tò mò chi sắc, truyền âm giải thích nói. Thật đúng là thần kỳ, nhưng thật ra cùng trận pháp có chút tương tự. Vương Tiên ánh mắt lập lòe nói. Khoa học kỹ thuật xác thật cùng trận pháp có chút tương tự, đều là thuộc tính một loại vận dụng phương thức. Lôi Đông Tuyết do dự một chút, nói. Dừng ở màu ngân bạch sắc thép trên tường thành, nhìn phía trước mênh mông vô bờ hư không, Vương Tiên ánh mắt lập lòe. Đây là vũ trụ sao trời. Chúng ta đi vĩnh hằng sấm xét bộ chỉ huy vị trí. Lôi Đông Tuyết hướng tới đạp bộ hướng tới trung ương vị trí đi đến. Lôi tiểu thư, chúc mừng ngươi nha, nghe nói ngươi hiện giờ khống chế một cái rất mạnh thế lực. Lôi đại nhân, lôi đại nhân dọc theo đường đi một ít người hướng tới lôi đông tuyết nhiệt tình tiếp đón vương tiên ở một bên yên lặng mà nhìn gần đi rồi mười mấy km liền gặp ba mươi mấy cái thần minh nơi này thần minh số lượng nhiều có chút khủng bố long vương tới rồi chờ một lát nói chuyện khả năng sẽ có chút mạo phạm lôi đông tuyết nhỏ giọng nói một tiếng ánh mắt nhìn về phía trước bộ chỉ huy không có việc gì dựa theo ngươi tính cách hành sự vương tiên gật gật đầu một cái màu ngân bạch sắt thép kiến trúc bộ chỉ huy tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm. Lôi đông tuyết đi lên trước thời điểm, kim loại đại môn trực tiếp mở ra, bên trong là một cái thật lớn vô cùng chỉ huy tràn. Ở chỗ này có thể rõ ràng mà nhìn đến toàn bộ chiến trường, lúc này, ở bên trong tụ tập ước chừng có trăm vạn nhiều người. Đều đã tới rồi sao? Vương Tiên ánh mắt đảo qua bên trong, phát hiện bắt phạt cửa hàng, thần đốt thần triều cùng với yêu giả thần môn người đều ở bên trong, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hắn ánh mắt quét quét bắt phạt cửa hàng vị trí. Chém giết vũ ma kiếm thần thời điểm, hắn đã từng nói qua này tin tức là bắt phạt cửa hàng nói cho bọn họ vương tiên có chút hoài nghi vũ hóa thần tông mai phục bắt phạt cửa hàng trình độ nhất định tham dự tiến vào lôi đông tuyết liền thừa ngươi một người phía trước vị trí lôi trời sinh nhìn đến bọn họ đã đến lạnh lùng nói hắn ánh mắt đảo qua vương tiên một chúng trong mắt hiện lên một tia âm lãnh lúc này đây nếu như không phải long cung hắn có thể trưng dụng vũ hóa thần tông nhưng mà hiện tại cùng lôi đông rắc rối bắt thần bọn họ thế lực so sánh với kém thật lớn ngày sau bọn họ chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn hết thảy đều là bởi vì long cung cùng lôi đông tuyết tạo thành đối này hắn đối lôi đông tuyết cùng với long cung trong lòng thầm hận không thôi tấu chương xong chương 2134, thảm thiết chiến đấu thượng các ngươi tới nhưng thật ra rất sớm lôi đông tuyết ánh mắt nhìn quét chung quanh dẫn theo vương tiên bọn họ lập tức hướng tới phía trước đi đến ân ừ. long cung không phải có gần trăm tên thần cảnh cường giả sao như thế nào hiện tại chỉ tới 50 danh lôi bắt thần bọn họ nhìn về phía lôi đông tuyết phía sau, ánh mắt đảo qua, hơi hơi có chút kinh ngạc. Cái này ta đều có tính toán, không cần chư vị vì ta nhọc lòng. Lôi đông tuyết nhàn nhạt cười cười, ánh mắt nhìn về phía trước một người lão giả, cung kính không người tử hô một tiếng, lôi thần đại nhân. Không tồi, nếu đều tới, ta đêm này dư một chúng lôi thần đều hô qua tới. Lão giả ánh mắt đảo qua phía trước một chúng cường giả, nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn tâm niệm vừa động, hướng tới một đám địa phương truyền âm. Vèo 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 khi bắt vượt liên minh một chúng thế lực đều tới sao. Nghe nói bọn họ còn có tâm tình nội đấu, xem ra là sống quá dễ chịu. Một đám thân ảnh chậm rãi hiện lên ở mọi người phía trước, bọn họ đứng ở phía trước trên đài cao. 20 cái tả hữu thân ảnh, có chút ăn mặc vĩnh hằng sấm sét gia tộc phục sức, có ăn mặc chiến giáp. Mỗi một cái lão giả đều ẩn chứa một cổ khủng bố uy áp, tràn ngập uy nghiêm. Bọn họ ánh mắt nhìn quét phía trước, trên mặt tràn ngập ngạo nghễ chi sắc. Nhìn đến phía trước này 20 cái thân ảnh, phía dưới Bắc vực liên minh mọi người sắc mặt khẽ biến, trong mắt tràn ngập kính sợ chi sắc. Liền Bắc vực liên minh bên trong ba gã thần cảnh đỉnh cường giả cũng ngưng trọng nhìn bọn họ. Nghe được một cái lôi thần nói, sắc mặt có chút nan kham. Bái kiến lôi thần đại nhân. Lôi Đông Tuyết, Lôi bắt thần bọn họ một chúng thanh niên nhìn đến 20 cái lôi thần đã đến, lập tức cung kính mà hô. Gần 600 cái thần cảnh cường giả, ba gã thần cảnh đỉnh cường giả, thực lực còn tính phi thường không tồi, một chút sự tình các ngươi hẳn là biết không cần có bất luận cái gì ý tưởng hiện giờ toàn bộ bắt vực nguy nan nếu như không có chúng ta vĩnh hằng sấm xét ngăn cản các ngươi đã diệt vong lần này trưng dụng các ngươi các ngươi nghe theo ta vĩnh hằng sấm xét đệ tử mệnh lệnh bất luận cái gì dám cãi lời giả chúng ta đem thân thủ đem các ngươi thế lực liền trừ tận gốc rớt trung ương một người trên mặt có một cái đau ngân sắc mặt giữ tận ăn mặc chiến giáp lão giả lạnh băng hướng tới một chúng thế lực cảnh cáo nói chư vị cũng không cần lo lắng chúng ta vĩnh hằng sấm sét cũng không phải cho các ngươi chịu chết, này đối với các ngươi tới nói cũng là một hồi kỳ ngộ. Chúng ta vĩnh hằng sấm sét bảo khố hướng chư vị mở ra, chỉ cần các ngươi có công huân, các ngươi có thể đổi bất luận cái gì bảo vật. Đặc biệt là ba vị thần cảnh đỉnh cường giả, các ngươi nếu là có thể có thể chém giết hai cái thần cảnh đỉnh yêu tà, chúng ta thần chủ nói, có thể trực tiếp phong các ngươi vì lôi thần. Trung ương lão giả nói xong, bên cạnh một người lão giả tiếp nhận hắn nói, Trấn An nói. Một cái đại bổng một cái ngọc táo rút cuộc bắt vượt liên minh một chúng thế lực không phải nô lệ phía dưới vị trí một chúng thế lực nghe được bọn họ nói không nói gì này đó bọn họ đã biết tuy rằng nói bọn họ là bị trực tiếp trưng dụng nhưng tương đối tốt là nếu vận khí tốt có thể đạt được không ít vật phẩm có chút vật phẩm đối bọn họ tới nói là thiên đại chí bảo loại này cục diện bọn họ chỉ có thể đủ tiếp thu các ngươi mười tên kiệt xuất đệ tử mỗi người lựa chọn một cái cứ điểm chém giết yêu tà càng nhiều các ngươi công huân cũng sẽ càng nhiều mặt khác yêu cầu đặc thù hành động, cần thiết vô điều kiện đồng ý. Vừa mới bắt đầu nói chuyện tên kia đao sẹo lôi thần cuối cùng nói. Hắn giọng nói rơi xuống, trực tiếp biến mất. Còn lại một ít lôi thần cũng trực tiếp rời đi, chỉ có một giữ lại. Cứ điểm vị trí các ngươi hẳn là biết, các ngươi tuyển hảo cứ điểm, sau đó một giờ lúc sau, tổ chức một hồi tiến công. Cuối cùng lưu lại một cái lôi thần hướng tới bọn họ mệnh lệnh nói. Là lôi thần đại nhân, giao cho chúng ta đi. Lôi bắt thần cung kính không người tử, cười nói. Hảo, các ngươi đi thôi một giờ sau ta đi đốc chiến lôi thần gật gật đầu xoay người nhìn về phía trước hư không chiến trường đề phòng chung quanh mười cái cứ điểm chúng ta muốn trung ương cứ điểm lúc này lôi bắt thần lập tức hướng tới mặt khác chính tên thanh niên nam nữ nói ta cũng muốn trung ương ta muốn tới gần trung ương lôi bắt thần nói âm rơi xuống lôi đông rắc rối bình minh bọn họ cũng lập tức mở miệng ta muốn nhấc bên trái lôi đông tuyết cũng mở miệng nói ân ừ. lôi đông tuyết Long cung thực lực không tồi, ngươi lại lựa chọn an toàn nhất địa phương, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tranh công hơn sao? Đương lôi đông tuyết lựa chọn lúc sau, lôi bắt thần bọn họ kinh ngạc xem qua đi. Chuyện của ta, liền không cần các ngươi quản. Lôi đông tuyết nhàn nhạt nói, lập tức hướng tới cứ điểm vị trí đi đến. Này cứ điểm cũng có cái gì đặc thù sao? Vương tiên đi theo phía sau, hướng tới lôi đông tuyết hỏi. Mười cái cứ điểm, cũng là yêu tà xâm lớn nhất trung tâm vị trí, ở nơi đó muốn thời khắc tiểu tiên yêu tà công kích có đôi khi xuất hiện thần cảnh đỉnh cấp bậc yêu tà, một không cẩn thận liền sẽ tổn thất thảm trọng. Lôi đông tuyết hướng tới vương tiên nhỏ giọng giải thích nói. Thì ra là thế. Vương tiên nhàn nhạt gật gật đầu. Chém giết yêu tà có thể đạt được công huân, nhưng bị thu phục lôi đông tuyết hiện giờ lấy long cung an toàn là chủ, cho nên nàng lựa chọn an toàn nhất địa phương. Mặt khác một ít vĩnh hằng sấm sét thanh niên, hận không thể lựa chọn trung ương nhất vị trí. Đến nỗi bắt vượt liên minh thế lực tử vong, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, chỉ cần có công huân là đủ rồi lôi đông tuyết các ngươi rốt cuộc tới, chúng ta cũng có thể thả lỏng một ít. Đi vào sát thép tường thành trung ương vị trí một cái cứ điểm chỗ, một người trung niên nhìn đến bọn họ đi tới, đầy mặt mỉm cười nói. Vất vả rơ nô đại nhân, nơi này giao cho ta. Lôi đông tuyết cười nói. Hảo hảo, vậy giao cho đông tuyết ngươi, thực lực không tồi. Trung niên nói, ánh mắt quét quét nàng phía sau vương tiên một chúng, tán thưởng nói. Long vương, phái người trấn thủ cái này cứ điểm, một khi có yêu tà bước vào sát thép tường thành 20 km, lập tức chém giết lôi đông tuyết cười cười, theo sát tràn ngập uy nghiêm hướng tới Long Vương mệnh lệnh nói. Diễn vẫn là phải làm đầy đủ hết. Hảo. Vương tiên gật gật đầu, hướng tới chung quanh một chúng Long Cung thành viên ý bảo nói. Vèo vèo vèo. Một đám long cung thành viên đứng thẳng ở sắt thép tường thành trước, ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước. Ân. Ừ. Có một đám yêu tà lại đây. Long cung thành viên vừa mới tản ra, phía trước liền có một đám yêu tà xông tới. Số lượng ít nhất đạt tới mấy ngàn chỉ, bên trong có một con thần cảnh cấp bậc yêu tà qua đi chém giết. Long Vương ánh mắt nhìn lại, lập tức mệnh lệnh nói. Tiểu tâm một ít, yêu tà phi thường giảo hoạt, chúng nó không phải tới bạch bạch chịu chết, ở chúng nó bên trong có khả năng che giấu càng cường đại hơn yêu tà. Yêu tà số lượng phi thường khủng bố, chúng nó lấy này phương pháp tiêu ma chúng ta lực lượng. Lôi đông tuyết lập tức ở một bên nhắc nhở nói. Nga! Vương tiên nhướng nhướng mày, trong mắt lập lòe thần dị chi sắc. Ân! Đường hắn hướng tới phía trước hướng tới bên này xông tới yêu tà nhìn lại thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Ở kia yêu tà bên trong, thế nhưng cất giấu một con sáu lũ thần hỏa yêu tà. Nếu như không có chuẩn bị phái một ít long cung thành viên qua đi, sẽ toàn bộ thua tại nơi đó. Tấu chương xong. Chương 2135, thảm thiết chiến đấu chung. Yêu tà lấy thú tính là chủ, lấy giết chóc là chủ. Nhưng này cũng không đại biểu cho chúng nó trí tuệ thấp hèn. Tương phản, chúng nó kinh nghiệm chiến đấu, liền rất nhiều nhân loại đều so ra kém. Chúng nó sẽ không mù quán tiến đến chịu chết, cũng hiểu được một ít kế sách. Đánh lén, mai phục dụ hoặc chạy trốn chúng nó bên trong có một con sáu lũ thần hỏa yêu tà ngao tinh một người ẩn nấp ở long cung thành viên sau lưng đối phó kia chỉ sáu lũ thần hỏa yêu tà vương tiên ánh mắt nhìn về phía hướng tới bên này bay qua tới mấy ngàn chỉ yêu tà đối ngao tinh một phân phó nói là long vương giao cho vi thần ngao tinh một gật gật đầu hướng tới một chúng thủ hạ ý bảo một chút vèo 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 trong nháy mắt lấy một con bật lửa hai lũ thần hỏa tinh một long chủng dẫn dắt hạ lập tức hướng tới kia mấy ngàn chỉ yêu tà công kích mà đi trống 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 đứng ở sắt thép trên tường thành vương tiên có thể nghe được yêu tà rít gào cùng với huyết tinh hơi thở nhìn kia yêu tà làm hắn có chút nghi hoặc này đó yêu tà rốt cuộc là từ đâu triệu hoán lại đây vì sao có trùng tộc đặc tính duy nhất có chút chênh lệch chính là yêu tà trưởng thành tính so trùng tộc muốn thấp rất nhiều vèo 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 năm trăm nhiều chỉ tin một chiến bộ thành viên bay qua đi từng cây cành bay thẳng đến yêu tà quấn quanh mà đi cầm đầu bật lửa hai lũ thần hỏa tinh một chiến bộ thành viên, trực tiếp tỏa định yêu tà phía trước nhất yêu thần. Trống trống. Đột nhiên, ở yêu tà phía sau, một con yêu tà hình thể bạo trướng, tản mát ra ngập trời tà khí. Nó đôi mắt huyết hồng, giữ tận vô cùng hướng tới tinh một chiến bộ một chúng thành viên công kích mà đi. Tìm chết đồ vật. Vẫn luôn ẩn nấp tại hậu phương ngao tinh một nhìn giảo hoạt yêu tà cường giả, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, đầy trời cành đem chúng nó toàn bộ bao phủ. Ông, Cánh tay hắn vung lên, sở hữu yêu tà toàn bộ bao trùm trong đó, dễ dàng đem chi đánh chết. Vương Tiên đứng ở sắt thép trên tường thành, đầy mặt mỉm cười nhìn. Dù sao cũng là có thể so sánh chính lũ thần hỏa ngao tinh một ra tay, mấy ngàn chỉ yêu tà dễ dàng chém giết. Long Vương. Ngao tinh một bọn họ bay qua tới, đem một chúng yêu tà thi thể đặt ở trên mặt đất. Long Vương, sắt thép tường thành khoa học kỹ thuật có thể ký lục cứ điểm nội sở chém giết yêu tà, này đó yêu tà thi thể đặt ở một cái đơn độc vị trí. Lôi Đông Tuyết đi tới, Nhỏ giọng hướng tới Vương Tiên nhắc nhở nói: "Nếu như ta hiện tại muốn lấy đi một nửa không được sao?" Vương Tiên hơi hơi nhíu mày, hướng tới nàng nói: "Không được, cần thiết cố định thời gian mới có thể đủ lĩnh yêu tà thi thể, cũng hoặc là đổi công huân." Lôi Đông Tuyết lắc lắc đầu. Vương Tiên cau mày, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. "Long Vương, chúng ta cái này cứ điểm còn xem như yêu tà tiến công tương đối thiếu địa phương, nhưng ngay cả như vậy, loại tình huống này Long Vương ngài cũng thấy được. Ai cũng không biết công kích mà đến yêu tà đàn trung." Hay không mai phục càng cường yêu tà, mỗi một lần rửa sạch này đó xâm lấn yêu tà không thể vẫn luôn làm chính lũ thần hỏa cường giả vẫn luôn ra tay, nếu không chính lũ thần hỏa thần minh cũng chống đỡ không được. Tình huống như vậy hạ liền tạo thành, nếu như vận khí không tốt, rất có khả năng chém giết yêu tà người liền không về được. Lôi Đông Tuyết hướng tới Vương Tiên nói tình huống nơi này cùng kinh nghiệm. Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu. A a a. Không tốt, bọn họ bên trong có càng cường yêu tà, đại nhân cứu chúng ta. Đúng lúc này một bên vị trí truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết tiếng hô vương tiên ánh mắt nhìn lại hơi hơi nheo lại đôi mắt chúng ta bên này là đệ thập cái cứ điểm bên kia là thứ chín cái kia bắt vực liên minh một cái thế lực có chút xui xẻo lôi đông tuyết nói cách không được vĩnh hằng sấm sét sẽ trưng dụng toàn bộ bắt vực thế lực đối mặt như thế tổn thất vĩnh hằng sấm sét cũng không chịu nổi vương tiên nhàn nhạt nói long vương lại có yêu tà tiến đến tiến công đúng lúc này ngao tề thiên thanh âm vang lên vương tiên nhìn về phía trước phát hiện một đoàn sương đen hướng tới bên này bay qua tới. Sương đen diện tích che phủ đạt tới phạm vi ba trăm km. Trong sương đen có bao nhiêu yêu tà, hoàn toàn thấy không rõ. Còn có loại này thủ đoạn. Vương Tiên nhướng nhướng mày, một bên lôi đông tuyết gật gật đầu. Một cái thần cảnh thành viên, dẫn dắt một ngàn danh thành viên, giết qua đi. Vương Tiên lấy âm dương ngũ hành long mắt nhìn chầm chầm sương đen nội, lập tức mệnh lệnh nói. Là. Một chúng long cung thành viên lập tức bay qua đi, hướng tới xương đen nội yêu tà chém giết mà đi. Kế tiếp, mỗi cách hơn 10 phút nhất định có yêu tà tiến đến xâm lấn, các loại thủ đoạn, các loại mai phục. Cũng may Vương Tiên có được âm dương ngũ hành long mắt, nếu không trừ phi là làm ngao tề thiên bọn họ vẫn luôn ra tay, bằng không nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Toàn bộ sắt thép tường thành phía trước, yêu tà gào rống cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đặc biệt là trung ương vị trí, chém giết càng thêm kịch liệt. Chuẩn bị một chút, chủ động xuất kích. Một giờ lúc sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía sau vị trí bay ra hai ba trăm vạn danh tu sĩ, cầm đầu chính là năm tên thân xuyên chiến giáp lôi thần. Bọn họ có tay cầm lôi chù y, có tay cầm trường mâu, cả người tản ra khủng bố khí thế. Trăm vạn đại quân yên tĩnh không tiếng động, chỉ có từng luồng bàn bạc khí thế huyền phù ở trên hư không trung, lệnh nhân tâm giật mình. Ít nhất 200 cái thần minh ở vào năm tên lôi thần phía sau, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bắt đầu tiến công sao? Vương Tiên ánh mắt xem qua đi, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Long Vương, muốn chuẩn bị tiến công. Lôi đông tuyết nhỏ giọng hướng tới hắn nói một câu, theo sát trực tiếp huyền phù ở trên không vị trí. Long cung đệ tử xếp hàng. Nàng trung khí mười phần hét lớn một tiếng. Xôn sao. Vương Tiên hướng tới một chúng Long cung thành viên ý bảo, trực tiếp huyền phù ở lôi đông tuyết phía sau. Bắt phạt thương hội đệ tử tùy bổn thiếu xuất chinh. Thần đốt thần triều đệ tử, chuẩn bị chiến đấu bên phải vị trí truyền đến một đám mãnh liệt tự tin tiến quát. Bắt vượt liên minh thế lực lần này vì tiên phong, công kích. Trên không, một người lôi thần lạnh băng quát. Lôi đông tuyết dẫn theo long cung một vạn nhiều danh thành viên hướng tới bên phải tới gần mà đi. Thực mau, bọn họ liền cùng 600 nhiều vạn bắc vượt liên minh các thế lực hội tụ ở bên nhau. Lúc này đây, bắt vượt liên minh sở hữu thế lực, cơ hồ xúc động 80% lực lượng. Gần thần cảnh cường giả, liền đạt tới 500 danh. Ông. Lúc này, năm thân ảnh đột nhiên đi vào bắc vực liên minh một chúng thế lực trung ương nhất vị trí lúc này đây chiến đấu bắc vực liên minh đem từ chúng ta năm người chỉ huy bắc vực liên minh bất luận cái gì thế lực không được cãi lời cãi lời giả sát một người mang theo một cái trúc mũ lão giả đầy mặt lạnh băng quát ân nhìn đến đột nhiên huyền phù đến phía trước trong hư không năm thân ảnh bắc vực liên minh mọi người hơi kinh hãi bọn họ đây là vương tiên hơi hơi nhướng mày đầu kinh ngạc nhìn bọn họ muốn công huân thật là hảo kế sách Tuy rằng nói chúng ta 10 tên đệ tử trưng dụng bắt vực liên minh sở hữu thế lực, sở hữu thế lực nghe theo chúng ta mệnh lệnh, nhưng là những cái đó thế lực cũng muốn suy xét một chút bắt vực liên minh cường giả mệnh lệnh. Bắt vực liên minh chỉ có 3 gã thần cảnh đỉnh lên tiếng, thế lực khác không dám cự tuyệt, nếu bọn họ thật sự ra tay chém giết cãi lời giả, chúng ta cũng không giữ được. Một bên lôi đông tuyết sắc mặt khẽ biến, ngưng trọng nói. Tấu chương xong. Chương 2136, thảm thiết chiến đấu hạ. Sắc thép tường thành phía trước, bắt phạt cửa hàng hội trưởng phó hội trưởng, yêu giả thần môn môn chủ, cùng với lôi bắt thần lôi bình minh. Bọn họ năm người đứng ở trung ương vị trí, tảng ra uy thế cường đại, nhìn chằm chằm bắt vực liên minh sở hữu thế lực. Ba gã thần cảnh đỉnh chi vị, trấn áp bắt vực liên minh năm 600 vạn đệ tử cùng với 500 danh tả hữu thần minh. Đương Vĩnh Hằng sấm xét lôi đông rắc rối trời sinh bọn họ thấy như vậy một màn, sắc mặt chậm rãi nang tham lên. Bọn họ như thế hành vi, là muốn đem toàn bộ bắt vực liên minh lực lượng khống chế ở chính mình trong tay, lấy phương tiện đạt được nhiều nhất công huân, tuy rằng bọn họ có được mệnh lệnh bắt vực một chúng thế lực quyền lợi. Nhưng này đó thế lực, ở bắc phạt cửa hàng yêu giả thần môn ba gã thần cảnh đỉnh cường giả uy hiếp hạ, không thể không phục tùng. Nếu là ngày thường, bọn họ làm vĩnh hằng sấm sét đương đại kiệt xuất nhất thanh niên một thế hệ, có thực lực làm một chúng thế lực không để ý tới bắc phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn còn muốn đối mặt lôi bắt thần cùng lôi bình minh. Bọn họ ra mặt, lôi bắt thần cùng lôi bình minh cũng sẽ ra mặt. Làm không lâu phía trước đại bỉ đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, bọn họ liên hợp ở bên nhau, còn lại 8 người cho dù là liên hợp lại, cũng rất khó chống lại. Đáng chết, không nghĩ tới bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn thế nhưng muốn chỉ huy lần này chiến tranh, lôi đông lâm thiếu gia, nếu như ngươi không thể ngăn cản nói, chúng ta cần thiết muốn nghe bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn mệnh lệnh, nếu không bọn họ một khi trả thù chúng ta. Thần đốt thần triều đế vương thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng dạng nang kham hướng tới bên cạnh lôi đông lâm nói. Toàn bộ bắt vực liên minh, chỉ có bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn có được thần cảnh đỉnh cường giả tồn tại. Hiện tại hai cái thế lực liên hợp, bọn họ căn bản không dám cãi lời. Nếu ta ra mặt ngăn cản nói, lôi bắt thần lôi bình minh bọn họ cũng sẽ ra tay ngăn cản. Lôi đông lâm sắc mặt vô cùng nan kham. Hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh mặt khác mấy người, nhìn đến bọn họ sắc mặt đồng dạng như thế, tràn ngập bất đắc dĩ chi sắc. Không có cách nào. Hắn thấp giọng lắc lắc đầu, có chút vô lực. Chúng ta đây thần đốt thần triều cũng không có cách nào thần đốt thần triều đế vương nhỏ giọng nói, hắn nhìn về phía trước năm người, trực tiếp mở miệng, chúng ta thần đốt thần triều nghe lệnh hội trưởng cùng môn chủ. Chúng ta cũng nghe lệnh năm vị mệnh lệnh. Nhìn đến thần đốt thần triều đều mở miệng đáp, còn lại một chúng thế lực cũng lập tức mở miệng. Ha ha ha, hảo hảo. Lôi bắt thần cùng lôi bình minh thấy như vậy một màn, nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Kế tiếp ta hy vọng chư vị thành thành thật thật phục tùng mệnh lệnh, nếu không, các ngươi sẽ hối hận chung thân lôi bắt thần mở miệng nhàn nhạt cảnh cáo nói là bắt vực liên minh một chúng thế lực đệ tử lập tức lớn tiếng đáp có thể thống nhất lên tương đối không tồi xuất phát đi lúc này ở vào phía sau vị trí một người lôi thần nhàn nhạt nói là lôi thần đại nhân xuất phát lôi bắt thần hét lớn một tiếng khí phách hăng hái xuất phát bắt phạt thương hội quan minh lão giả phụ họa hét lớn một tiếng năm sáu trăm vạn đại quân lập tức hướng tới phía trước trong hư không bay đi có được phi hành tọa kỵ không thuộc tính tu luyện giả, lập tức đi phía trước điều tra tình huống. Phi cánh tông, các ngươi tiến đến điều tra. Phía trước rậm rạp thiên thạch khu vực, ai cũng không biết ở này đó thiên thạch phía sau hay không mai phục yêu tà. Lúc này, bắt phạt cửa hàng hội trưởng ánh mắt quét về phía phía sau, dừng ở một chúng có được phi hành tọa kỵ cùng một cái tông môn trên người. Hắn trực tiếp mở miệng mệnh lệnh nói. Khi phi cánh tông mọi người nghe được bắt phạt cửa hàng hội trưởng mệnh lệnh sắc mặt khẽ biến. Trưng dụng bọn họ vĩnh hằng sấm sét tên kia thanh niên, sắc mặt cũng đang cam vô cùng tiến đến điều tra, này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Một không cẩn thận liền có khả năng tử vong. Là. Bất quá ở ngay lúc này bọn họ sao dám cãi lời. Tiến đến điều tra còn có mệnh sống sót, nếu như cãi lời, ngày sau bọn họ nhất định diệt vong. Trong nháy mắt, mười mấy vạn cái có được màu xanh lơ cánh chim cùng kỵ thừa tọa kỵ tu luyện giả hướng tới phía trước bay đi, điều tra tình huống. A a a. Gần phi hành năm đến 60 km, từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm liền vang lên. Bên này có thượng vạn chỉ yêu tà một người đệ tử đầy mặt hoảng sợ quát. Bên này cũng có. Chúng ta nơi này cũng có. Theo sát, một đám thanh âm truyền đến, có đệ tử bị mấy ngàn chỉ thượng vạn chỉ yêu tà đuổi giết. Có bị trực tiếp nuốt vào trong miệng. Bắt phạt cửa hàng đệ tử, yêu giả thần môn đệ tử, sát. Nguy hiểm bị dò ra, lôi bắt thần cùng lôi bình minh lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Sát sát sát. Một chúng đệ tử cùng thần minh lập tức tiến lên, hướng tới yêu tà chém giết mà đi lôi bắc thần cùng lôi bình minh hai người kia thật đúng là thông minh làm thế lực khác điều tra tình huống xác nhận sau khi an toàn lệnh bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn đệ tử ra tay như vậy công huân tất cả đều là bọn họ mà còn lại thế lực bởi vì không có cùng yêu tà giao thủ tuy rằng phái ra đi điều tra người rất nguy hiểm nhưng cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất cũng không sẽ có quá lớn ý kiến một công đôi việc có hại gần là ta cùng mặt khác bảy tên đệ tử lôi đông tuyết nhìn phía trước hướng tới vương tiên nói ân Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Bị mộ binh đến tiền tuyến vị trí, hắn nếu muốn biện pháp đạt được đại lượng yêu tà thi thể, nếu không nói, ngốc tại nơi này ngược lại bị quản chế với người, lại còn có phi thường nguy hiểm. ầm ầm ầm, chiến đấu tiến hành, bởi vì có bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn đệ tử ở, Vương Tiên bọn họ không có cơ hội ra tay. Một số lớn người hướng tới phía trước lấy mệnh điều tra, bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn đệ tử xác nhận sau khi an toàn ra tay chém giết khổng lồ đội ngũ hướng tới phía trước nhanh chóng đẩy mạnh. Thực mau, bọn họ liền tiến vào dày đặc thiên thạch bên trong. Nhưng mà kế tiếp, tử vong người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là tiến đến điều tra người, mười mấy vạn người bên trong, ít nhất muốn tổn thất 70%. Mà bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn đệ tử thậm chí thần cảnh cường giả cũng bắt đầu ngã xuống. Chiến đấu thảm thiết vô cùng. Kêu trên, rít gào, gào rống, tràn ngập phạm vi mấy vạn km phạm vi. Càng đi bên trong, yêu tà số lượng càng thêm khủng bố, khi bọn hắn đi tới 500 km tả hữu thời điểm, chung quanh yêu tà số lượng đã đạt tới mấy trăm triệu chỉ. Trong đó thần cảnh cấp bậc yêu tà số lượng cũng có hai ba trăm. Lôi bắt thần thiếu gia, muốn cho tất cả mọi người động thủ, nếu không chúng ta bắt phạt cửa hàng tổn thất quá nhiều. Trung ương nhất vị trí, bắt phạt cửa hàng hội trưởng nhìn đến đệ tử tổn thất, sắc mặt có chút nang kham nói. Có thể. Một bên, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc lôi bắt thần do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu lại làm bắt phạt cửa hàng bọn họ đơn độc đối kháng, bắt phạt cửa hàng đều khả năng có ý kiến. Sở hữu thế lực, công kích, chém giết yêu tà. Yêu giả thần môn môn chủ ở một bên lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Thường, cho ta thường, sát. Đều cho ta nhiều sát điểm ma quật yêu tà. Lôi trời sinh lôi đông lâm bọn họ nghe được mệnh lệnh, sắc mặt nang kham lập tức hướng tới trưng dụng thế lực mệnh lệnh nói. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Vương tiên trong mắt lập lòe mãnh liệt ý chí chiến đấu. Tuy rằng gần chỉ có thể đủ đạt được một nửa yêu tà thi thể, nhưng số lượng nhiều, cũng là một bút khổng lồ tài nguyên. Tấu chương xong. Chương 2137, cải lời mệnh lệnh, chết. Thường. Long cung thành viên bảo trì trận hình. Thổ tinh quy ngự thủ phía trước, phòng ngừa đại lượng yêu tà xông tới. Tinh một chiến bộ vì thổ tinh quy phía sau, viễn trình công kích. Ma chiến bộ cùng lôi bộ vị với hai cánh. Phụ trợ bộ cùng thiên nhãn mũi tên bộ vị với cuối cùng phương. Thiên thạch dày đặc hư không trên chiến trường, vương tiên nhìn chằm chằm phía trước mấy trăm triệu chỉ yêu tà lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói là long vương một vạn nhiều danh long cung thành viên lập tức lớn tiếng đáp thổ tinh quy siêu phàm đại lục sở thu phục thủ hạ hiện giờ vì long cung long chủng bọn họ có được cường đại vô cùng lực phòng ngự ở công kích phương diện cũng không phải rất mạnh nhưng bọn hắn ngự thủ phía trước là lựa chọn tốt nhất phía sau một chúng tin một chiến bộ thành viên tiến hành viễn trình công kích ma chiến bộ cùng lôi bộ vị với tả hữu bọn họ bên trong đã có 10 tên cùng long long chủng, sức chiến đấu cùng bạo vô cùng. Long cung một chúng bật lửa thần hỏa thần minh, còn lại là tỏa định những cái đó thần cảnh cấp bậc yêu tà. Sát, cho ta sát. Ngao tề thiên điên cùng hét lên một tiếng, trong tay định hải thần châm bay thẳng đến phía trước vị trí ném tới. Trống trống trống. Phía trước một con chính lũ thần hỏa yêu tà, cảm thụ được ngao tề thiên cùng bạo lực lượng, không sợ chút nào trực tiếp xung phong liều chết lại đây. Ngao tề thiên đỏ như máu câu ngọc đôi mắt hơi hơi chuyển động, bay thẳng đến kia chỉ yêu tà công kích mà đi. Ông ông ông. Ở vào phía trước nhất hai 000 danh thổ tinh quy khẽ rung lên, bọn họ toàn thân bị dày nặng thổ thuộc tính năng lượng bao phủ. Toàn bộ thân hình, giống như một tòa di động lâu đài, bay thẳng đến phía trước phóng đi. Xếp thành một loạt thổ tinh quy hướng tới phía trước đánh sâu vào, tràn ngập lực trung động. Bọn họ không sợ chút nào trực tiếp nhảy vào yêu tà đại quân bên trong. Trống trống trống. Yêu tà đỏ như máu ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm, trực tiếp xung phong liều chết mà đi xa xa mà nhìn này một mảnh huyết tinh chiến trường, lệnh nhân sinh sợ. Vèo vèo vèo. Phía sau vị trí, một người danh thiên nhãn mũi tên bộ thành viên kéo cung bắn tên. Thượng vạn đạo mũi tên bay thẳng đến phía trước đánh sâu vào mà đi. Đặc biệt là mưu trạch sâm cùng với mặt khác hai gã thần cảnh cấp bậc cung tiễn thủ, từng đạo mũi tên qua đi, nháy mắt xuyên thấu thượng vạn chỉ yêu tà. Gần một vòng công kích bao trùm, liền chém giết mười mấy vạn chỉ yêu tà. Trống trống trống. Hai cánh vị trí, Ma chiến bộ cùng lôi bộ một chúng thành viên cùng bạo công kích tới từng con yêu tà. Có phía sau một chúng thủy thuộc tính cá heo biển phụ trợ, bọn họ trên người thiên lam sắc quan mang lưu chuyển. Từng luồng đặc thù sóng âm vang vọng long cung chiến trường trong phạm vi, thêm vào long cung thành viên, áp chế yêu tà. Điều lệ có tự công kích thủ đoạn, trực tiếp ở yêu tà đại quân thượng xé rách khai một cái khẩu tử. Sở hữu xông tới yêu tà, ở thổ tinh quy ngăn cản trụ vòng thứ nhất công kích lúc sau, liền bị vô số bụi gai sở quấn quanh trụ, làm long cung mạnh nhất chiến bộ tinh một chiến bộ bọn họ một khi bật lửa thần hỏa liền có thể so sánh cùng long long chủng như thế dưới đối mặt bọn họ tập kích yêu tà bị nhanh chóng chém giết hơn nữa long cung thành viên thấp nhất có được bán thần cửu giai sức chiến đấu một vạn nhiều danh long cung thành viên có thể để được với thế lực khác mấy trăm vạn đại quân thậm chí hoàng mỹ phối hợp lệnh long cung thành viên tổn thất rất ít rất ít long cung tự thành lập tới nay trải qua lớn lớn bé bé chiến tranh đạt tới mười mấy khởi toàn bộ đều là khủng bố vô cùng đại chiến mỗi một cái long cung thành viên kinh nghiệm cùng phối hợp độ đều không phải bình thường quân đoàn có thể so sánh từng con yêu tà ngã vào long cung thành viên dưới thân này hảo cường lôi đông tuyết lần đầu tiên nhìn đến long cung thành viên chiến đấu trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc thấp nhất bán thần cửu giai sức chiến đấu phòng ngự công kích viễn trình phụ trợ đều có ở tinh vi phối hợp dưới quả thực chính là yêu tà thu hoạch cơ chém giết tốc độ thậm chí có thể so với bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn bọn họ phải biết rằng bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn chính là có hơn 100 vạn đệ tử. Ha ha! Vương tiên nghe được một bên lôi đông tuyết đánh giá, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Trước mắt Long Cung cũng không phải là hoàn toàn thể, ám sát mạnh nhất quỷ yêu không ở, sát phạt chi lực cường đại Long Vệ cũng không hề. Còn có mạnh nhất ngao giải, cũng không ở nơi này. Có thể cùng Long Vương ngài cái này Long Cung quân đoàn so sánh, Vĩnh Hằng sấm sét không vượt qua ba cái quân đoàn. Lôi đông tuyết có chút phút môn ngựa nói. Vương tiên cười, lẳng lặng huyền phù ở trên hư không trông được phía trước chiến đấu, hắn cũng không có ra tay. Ân. Ừ. Cái kia là cái gì thế lực? Một vạn năm nghìn nhiều người thế nhưng có được như thế cũng bố thế lực, cho dù là chúng ta vĩnh hằng sấm xét trung tâm chiến đội, cũng bất quá như thế. Ở vào chiến trường cuối cùng vị trí, năm tên lôi thần dẫn theo mấy trăm vạn đệ tử. Bọn họ hiện tại cũng không có ra tay, nhiều như vậy yêu tà, cũng không cần bọn họ ra tay. Một người lôi thần nhìn về phía long cung nơi đó, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc xác thật rất mạnh bị lôi đông tuyết kia nha đầu khống chế hẳn là long cung một cái tân ra tới thế lực giống như thần cảnh cấp bậc cường giả rất nhiều bên cạnh một người lôi thần nói mộ binh thế lực khác thật đúng là một cái không tồi lựa chọn có thể giảm bớt chúng ta rất nhiều tổn thất cái này thế lực xác thật phi thường không tồi một vạn nhiều người nhưng để mấy trăm vạn quân đoàn ngày sau nhưng thật ra có thể cho thần chủ đại nhân đem chi hợp nhất một người lôi thần trong mắt có chút kinh ngạc nói đầy trời đúng lúc này long cung nơi chiến trường chỗ ba nghìn danh tinh một chiến bộ thành viên cùng kêu lên hét lớn một tiếng từng đạo cành nháy mắt bao trùm phạm vi năm sáu trăm km bọn họ này phiến chiến trường hoàn toàn bao phủ trăm vạn yêu tà nháy mắt bị bao phủ trong đó ngao 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 trong nháy mắt kêu thảm thiết thanh âm nháy mắt vang lên từng con yêu tà trực tiếp bị điếu nhập không trung bị bụi gai xuyên thấu cái gì cái kia long cung như thế nào sẽ như thế cường long cung bên này truyền đến khủng bố một màn hấp dẫn chung quanh rất nhiều thế lực chú ý khi bọn hắn nhìn đến Long Cung nơi đó một đám bụi gai đem mấy trăm vạn chỉ yêu tà điếu nhập trong hư không thời điểm, đầy mặt chấn động. Ba nghìn nhiều danh, nhất chiêu diệt sát mấy trăm vạn yêu tà. Tuy rằng ba nghìn nhiều trung có bảy tám danh thần cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng một màn này, cũng quá khủng bố. Đáng chết, này Long Cung thế lực như thế nào sẽ như thế chi cường. Ở vào trung ương vị trí, lôi bắt thần cùng lôi bình minh thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Chém giết yêu tà ý nghĩa công huân, chém giết càng nhiều, công huân càng cao bọn họ sở dĩ liên hợp chính là vì chèn ép mặt khác đệ tử hiện tại bọn họ không nghĩ tới kia long cung thế nhưng sẽ như thế khủng bố nhất chiêu tiêu diệt mấy trăm vạn yêu tà nếu như tiếp tục làm cho bọn họ sát đi xuống bọn họ công huân khả năng sẽ bị lôi đông tuyết đuổi kịp và vượt qua hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sắc mặt hơi hơi có chút nang kham không thể làm kia long cung như vậy tiếp tục sát đi xuống lôi bắt thần thấp giọng quát lôi bình minh đồng dạng thật mạnh gật gật đầu này long cung thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn bắt phạt cửa hàng quang minh lão giả ánh mắt quét tới trong mắt lập lòe ánh sáng thực lực xác thật rất mạnh hai vị thiếu gia không cần phải gấp gáp hiện tại mới vừa bắt đầu bọn họ chỉ có một vạn nhiều người đãi bọn họ gặp được cường đại yêu tà tổn thất thảm trọng lúc sau tự nhiên sức chiến đấu không bằng từ trước bắt phạt thương hội hội trưởng không có đem long cung đặt ở trong mắt nhàn nhạt nói cảm tạ người sát huynh đệ vạn thưởng cảm tạ duy trì moa moa cảm tạ mặt khác các huynh đệ vẫn luôn đánh thưởng duy trì cảm tạ tấu chương xong Chương 2138, cãi lời mệnh lệnh, chết. Trung. Cũng là. Lôi bắt thần cùng lôi bình minh nghe được bắt phạt cửa hàng hội trưởng nói, trong mắt lập lòe ánh sáng. Khi Long cung lại cường, cũng không có thần cảnh đỉnh tồn tại. Lại cường, cũng bất quá là một vạn nhiều danh thành viên. Nếu như tổn thất 7-8 ngàn danh, đối bọn họ tới nói liền đủ để thương gân động cốt. Không đáng để lo. Khi chờ một lát, liền phiền toái hội trưởng ngươi lôi bắt thần đầy mặt mỉm cười hướng tới bắt phạt cửa hàng hội trưởng nói bắt phạt cửa hàng hội trưởng nhàn nhạt gật gật đầu đó là cái gì yêu thú thế nhưng có như vậy thủ đoạn thật sự bất phàm phía sau vị trí một người lôi thần ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm tinh một chiến bộ một chúng thành viên giật mình nói như thế thế lực nếu như bị chúng ta vĩnh hằng sấm sét mời chào nói chờ trận chiến tranh này kết thúc rồi nói sao một người lôi thần mở miệng nói bên cạnh một cái lôi thần đánh gãy hắn nói tên kia lôi thần nghe được lúc sau hơi hơi trầm mặt, theo sát gật gật đầu nếu như thật đem này thế lực thu vào vĩnh hằng sấm xét ở sấm xét thần chủ kiến thức đến đối phương tiềm lực cùng thực lực lúc sau nói không chừng sẽ khởi ái tài chi tâm này đối với vĩnh hằng sấm xét trước mắt quân đoàn tới nói cũng không phải chuyện tốt Trước cuộc hiện giờ yêu tà xâm lấn luôn có người muốn ngăn cản ở trước nhất tuyến cái này thế lực không ở tiền tuyến khi vĩnh hằng sấm xét thế lực khác liền sẽ ở tiền tuyến xuất phát từ tư tâm chẳng sợ này long cung thực lực rất mạnh tiềm lực rất mạnh bọn họ cũng sẽ không đem chi mời chào. ầm um, ầm um, ầm. Um. chiến trường vị trí máu tươi văng khắp nơi, sở hữu thế lực đệ tử toàn bộ giết đỏ cả mắt rồi. huyết tinh thậm chí ở trên không vị trí ngưng tụ thành huyết vụ. yêu tà kêu thảm thiết nhân loại tử vong. tại đây thiên thạch dày đặc khu vực quanh quẩn. mỗi một cái thế lực, mỗi một dây cơ hồ đều là mấy chục cá nhân tử vong. duy độc ở long cung vị trí ngay ngắn trực tự sang giết yêu tà. phía trước thổ tinh quy ngự thủ hình thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự hai cánh ba chiến bộ cùng lôi bộ cận chiến chém giết ở cá heo biển phụ trợ dưới rất ít tử vong phía sau tinh một chiến bộ cùng thiên nhãn mũi tên bộ hoàn toàn là thu hoạch sinh mệnh tử thần điên cuồng chém giết toàn bộ long cung tổn thất cực nhỏ cực nhỏ mà săn giết yêu tà lại có thể so với bắt phạt cửa hàng muốn biết bắt phạt cửa hàng chính là có được 150 vạn danh cấp bậc bán thần trở lên đệ tử chiến trường bày ra không ngừng hướng tới phía trước đẩy mạnh 10 phút lúc sau ngao tề thiên đem kia chỉ chính lũ thần hỏa yêu tà chém giết chiến trường tiếp tục hướng tới phía trước đẩy mạnh, một chút thâm nhập. Từ vừa mới bắt đầu 500 km, vẫn luôn hướng tới bên trong sát nhập 1.000 nhiều km. Mấy trăm triệu chỉ yêu tà chậm rãi bị chém giết. Bị thương đệ tử ở vào cuối cùng phương chữa thương trị liệu. Mắt thấy yêu tà ngăn cản càng ngày càng nhỏ, một ít yêu tà hướng tới tổn thất bên trong bay đi. Một người lôi thần thanh âm vang vọng mọi người trong tai. Hô! Này lệnh những cái đó bị thương đệ tử hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất vĩnh hằng sấm sét không có buộc bọn họ chịu chết. Đa tạ lôi thần đại nhân. Mấy chục vạn danh bị thương đệ tử lập tức hướng tới mặt sau bay đi, đi vào vĩnh hằng sấm sét một chúng thế lực phía sau. Bọn họ an toàn được đến cực đại bảo đảm. Chúng ta gần bước vào 1500 nhiều km, lúc này đây, chúng ta phải xác nhập yêu tà một cái cứ điểm. Lôi thần tiếp tục mệnh lệnh nói. Xuất phát. Phía trước vị trí, lôi bắt thần hét lớn một tiếng, toàn bộ đội ngũ tiến hành đi tới. Yêu tà thi thể đã bị thu hồi tới, có sắc thế tinh cầu khoa học kỹ thuật kỷ lục, cái nào thế lực chém giết cái gì cấp bậc yêu tà, rõ ràng. Năm 600 vạn đệ tử, ở vừa rồi một trận chiến bên trong, ít nhất tử vong 100 vạn tả hữu. Muốn biết này nhưng toàn bộ đều là thấp nhất cấp bậc bán thần cường giả, thảm thiết vô cùng. Tiếp tục đi tới, mọi người trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đối mặt như thế thảm thiết chiến tranh, tất cả mọi người muốn đánh lên tinh thần. Vẫn luôn bay 500 nhiều km, đều không có gặp được yêu tà tập kích, này lệnh mọi người hơi hơi nhíu mày yêu tà biết chúng ta đã đến hẳn là ở phía trước tiến hành mai phục cũng hoặc là chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi chúng ta lôi đông tuyết ánh mắt nhìn chung quanh trên mặt tràn ngập cảnh giác vương tiên âm dương ngũ hành long mắt vẫn luôn mở ra nhìn quét chung quanh từ trong hư không truyền đến huyết tinh khí vị đại biểu cho yêu tà cũng không có rời đi ma quật đó là ma quật đúng lúc này phía trước vị trí vang lên một cái cá nhân kinh hô vương tiên ánh mắt nhìn lại nhìn đến ở phía trước mấy trăm km vị trí có một đám thật lớn vô cùng ma quật 10 cái ma quật, mỗi một cái ma quật đều có một cái mười mấy vạn mét nhập khẩu. Ánh mắt nhìn lại, giống như vực sâu. Này đó ma quật lập với một đám thật lớn thiên thạch phía trên, ngâm đen ma quật, cho người ta một loại lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Này ma quật so với lúc trước trên địa cầu muốn đại gấp 10 lần tả hữu. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm. Các ngươi ứng phó bốn cái ma quật, còn thừa sáu cái giao cho chúng ta. Lúc này, ở vào phía sau Vĩnh Hằng sấm sét một chúng lôi thần dẫn theo đệ tử vọt tới phía trước nhất vị trí bọn họ ánh mắt nhìn về phía bắc vực liên minh một chúng thế lực nhàn nhạt nói là lôi thần đại nhân lôi bắc thần bọn họ lập tức gật gật đầu quay đầu nhìn về phía trước 10 cái thật lớn vô cùng ma quật trên mặt tràn ngập ngưng trọng tỏa định 6 cái ma quật trực tiếp lấy năng lượng công kích một bên vị trí vĩnh hằng sấm sét năm tên lôi thần đã hạ đạt công kích mệnh lệnh chúng ta bắt phạt cửa hàng dẫn dắt tam phương thế lực công kích hai cái ma quật yêu giả thần câu đối hai bên cánh cửa kháng một cái thần đốt thần triều dẫn dắt bốn cái thế lực tiến công một cái ma quật. Long cung đơn độc đối kháng một cái ma quật. Nếu như có thần cảnh đỉnh yêu tà, chúng ta tận lực đem chi kiềm chế thậm chí chém giết, lập tức tiến công. Đúng lúc này, bắt phạt cửa hàng hội trưởng xoay người, hướng tới bắt vượt liên minh sở hữu thế lực mệnh lệnh nói. Mọi người không được cãi lời, nếu không. Lôi bắt thần lôi bình minh bọn họ ánh mắt đảo qua, trong mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị. Ân. Vì cái gì Long cung đơn độc đối kháng một cái ma quật? Lôi đông tuyết nghe được bọn họ nói, sắc mặt khẽ biến, nang tham chất vấn. Không có vì cái gì, đây là mệnh lệnh. Lôi bắt thần bọn họ trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn về phía lôi đông tuyết, ngươi hỏi một chút bọn họ, có dám hay không cãi lời bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn mệnh lệnh sao? Cãi lời lại như thế nào, hừ, như thế nào? Bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn còn dám ác ta? Lôi đông tuyết chút nào không kiếp nhìn chầm chầm ba gã thần cảnh đỉnh cường giả. Bắt phạt cửa hàng hội trưởng hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía một bên lôi bắt thần. Bọn họ không dám áp ngươi, nhưng chúng ta dám, ngươi là giữ gìn không được này long cung, đông tuyết, lần này đắc tội. Lôi bình minh hướng tới lôi đông tuyết nhàn nhạt nói. Cãi lời mệnh lệnh, chết. Bắt phạt cửa hàng hội trưởng nhìn về phía long cung vị trí, lạnh lẽo quát. Chết. Ha ha, ta chính là cãi lời, các ngươi lại làm gì được ta? Vương Tiên nhìn về phía Bắc phạt cửa hàng hội trưởng cùng yêu giả thần môn cùng với lôi bắt thần lôi bình minh bọn họ, trên mặt tràn ngập lạnh băng chi sắc mệnh lệnh bọn họ, các ngươi nhưng có tư cách. Tấu chương xong. Chương 2139, cải lời mệnh lệnh, chết. Hà! Chết. Ha hả, ta chính là cải lời, các ngươi lại làm gì được ta. Này Long Vương hắn hắn cũng dám. Đương mọi người nghe được Long Vương câu nói kia thời điểm, chung quanh một chúng thế lực sắc mặt hơi kinh hãi, tràn ngập khiếp sợ. Long Vương cũng dám cãi lời bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn hội trưởng môn chủ mệnh lệnh, cãi lời vĩnh hằng sấm sét lôi bắt thần lôi bình minh bọn họ mệnh lệnh phải biết rằng phía trước chính là ba gã thần cảnh đỉnh tồn tại này long vương là tìm chết sao công nhiên vi phạm bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn ngày sau chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt đi một ít nhân tâm trung ám đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía long cung vị trí đối với long cung vừa rồi thực lực sở hữu thế lực đều rõ như ba ngày tuyệt đối khủng bố tồn tại nhưng của lực lượng này so với bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn vẫn là kém rất nhiều bắt phạt cửa hàng hội trưởng cùng yêu giả thần môn môn chủ ánh mắt một ngưng đầy mặt lạnh băng nhìn về phía vương tiên, trong mắt lập lòe lạnh lẽo sát ý. Long vương, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Quang Minh lão giả hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lạnh nói. Long cung, ba gã thần cảnh đỉnh cường giả mệnh lệnh các ngươi cũng dám cãi lời, có phải hay không muốn chết? Muốn chết nói chúng ta thành toàn các ngươi. Quang Minh lão giả nói âm rơi xuống, một bên vị trí, lôi đông lâm đột nhiên mở miệng nói. Hiện giờ cái này tình huống, hắn cũng đã nhìn ra, lôi bắt thần cùng lôi bình minh muốn lợi dụng bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn suy yếu long cung thực lực làm cho bọn họ đơn độc đối phó một cái ma quật nhất định sẽ có tổn thất thật lớn thậm chí nếu như bên trong có thần cảnh đỉnh yêu tà khả năng sẽ là có tính chất hủy diệt đã kích nhưng làm long cung đơn độc đối mặt một cái ma quật là gánh vác còn lại một chúng thế lực áp lực hắn tự nhiên vui nhìn đến không sai long vương ngươi tốt nhất vẫn là nghe tòng mệnh lệnh vì đại cục suy nghĩ thần đốt thần triều đế vương cũng là đầy mặt mỉm cười nhàn nhạt nói chính là ba gã thần cảnh đỉnh đại nhân mệnh lệnh các ngươi cũng dám cãi lời các ngươi thực lực là rất mạnh nhưng cũng không cần cuồng vọng các ngươi long cung thực lực rõ như ban ngày hoàn toàn có thực lực đơn độc đối kháng một cái ma quật ta đồng ý ba vị thần cảnh đỉnh đại nhân ý kiến chính là chính là tới phía trước chính là đã đều phân phó tốt cùng với thần đốt thần triều đế vương mở miệng chung quanh còn lại một chúng thế lực lập tức sôi nổi phụ họa nói long cung đối kháng một cái ma quật bọn họ áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều tổn thất cũng sẽ giảm rất nhiều bọn họ tự nhiên vui nhìn đến. Hiện giờ Long Vương không đồng ý, bọn họ lập tức đứng ở bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn bên này. Ha ha, đối kháng yêu tà, có thực lực người sống sót, hết thảy bằng chính mình bản lĩnh. Vương Tiên nghe được bọn họ nói, ánh mắt một đám quét tới, trên mặt tràn ngập trào phúng chi sắc. Hắn cười lớn một tiếng, cánh tay vung lên, bốn đạo bàn bạc năng lượng bay thẳng đến bốn cái ma cuộc nội công kích mà đi. Ngươi đây là ở tìm chết. Đường bắt phạt cửa hàng, lôi bắt thần bọn họ một đám người nhìn đến Vương Tiên ra tay, sắc mặt khẽ biến. Không xong. Đặc biệt là những cái đó tiểu thế lực, thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra nang tham thần sắc. ầm 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 oanh. Nhưng là, bọn họ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, bốn đạo năng lượng tiến vào ma cuộc nội, truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh. Rống rống rống. Không đến một giây đồng hồ, từng tiếng vẫn nổ rít cào từ ma cuộc nội truyền đến, giống như hàng tỷ yêu thú lao nhanh thanh âm từ ma cuộc nội truyền đến. Bốn cái ma cuộc, cùng nhau ứng đối, như vậy không phải càng tốt sao? Vương Tiên nghe được ma quật nội truyền đến tiếng gầm gừ, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Đáng chết, Long Cung, các ngươi chờ. Yêu giả thần môn môn chủ sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng quát. Chuẩn bị nghênh địch. Nói xong, hắn lớn tiếng quát. Lúc này, hiển nhiên không phải nội đấu thời điểm, sở hữu thế lực sắc mặt nang tham nắm chặt trong tay vũ khí, chờ đợi ma quật nội yêu tà lao tới. Cái này Long Vương, thật đúng là kiêu ngạo. Lôi Bắc Thần cùng Lôi Bình Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt có chút nang tham một khi cùng nhau tác chiến, lấy Long cung kia khủng bố sức chiến đấu cùng phối hợp lực, chém giết yêu tà tuyệt đối không thể sao bắt phạt cửa hàng bọn họ thiếu. Trống trống trống. Không chấp nhận được mọi người nghĩ nhiều, từng con đỏ như máu đôi mắt xuất hiện ở ma quật nội, chậm rạp tràn ngập. Ti, ti, ti Lúc này, một cái ma quật nội truyền đến bén nhọn tiếng kêu, tiếng kêu cùng mặt khác ma quật bất đồng. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó, mấy vạn chỉ có được khổng lồ cốt cánh chim bàn, bén nhọn phần đầu yêu tà lao tới. Ở chúng nó phía sau, Trậm rạp cùng loại loại hình yêu tà đi theo. Trống trống. Theo sát, mặt khác bốn cái ma quật nhập khẩu, mỗi một lần thượng vạn chỉ yêu tà điên cùng tuôn ra mà ra, hướng tới bọn họ đánh sâu vào mà đến. Chuẩn bị chiến đấu, công kích. Quang Minh lão giả hét lớn một tiếng, các đệ tử lập tức nắm chặt trong tay vũ khí. Ở vào trung ương vị trí bắt phạt cửa hàng cùng yêu giả thần môn bọn họ đứng mũi chịu sào gặp phải yêu tà công kích, bọn họ lập tức phóng xuất ra từng đạo năng lượng. Chuẩn bị chiến đấu, Vương Tiên hướng tới Long Cung đệ tử mệnh lệnh nói. Là. Như cũ lấy thổ tinh quy ngự thủ phía trước, bọn họ một đám giống như di động thành lũy giống nhau huyền phù ở trên bầu trời, chờ đợi đánh sâu vào mà đến yêu tà. Pi pi, pi pi. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập bạo ngược chói tai tiếng kêu to đột nhiên vang vọng hư không, một cái ước chừng có vạn mét lớn nhỏ phi hành yêu tà từ ma cuộc nội bay ra tới. Thần cảnh đỉnh, xuất hiện thần cảnh đỉnh yêu tà. Thần cảnh đỉnh yêu tà bay thẳng đến bọn họ tập kích mà đến, mọi người sắc mặt khẽ biến, kinh sợ quát. Ta tới. Quang Minh lão giả trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, trầm giọng quát, lập tức đón nhận đi. Đã ra tới ít nhất một tỷ yêu tà, thật nhiều. Vương Tiên hướng tới ma quật nội nhìn lại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn âm dương ngũ hành long mắt nhìn chầm chầm ma quật, một khi có bảy tám cái thậm chí càng nhiều thần cảnh đỉnh yêu tà, hắn sẽ không chút do dự mang theo long cung thành viên rời đi nơi này. Long Vương, lấy chúng ta lực lượng hẳn là không đến mức có quá lớn nguy hiểm, nơi này là vĩnh hằng sấm sét trải qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra chế định phản công kế hoạch. Một bên, lôi đông tuyết hướng tới Vương Tiên nói. Ân. Vương Tiên gật gật đầu, hắn không có động thủ, lẳng lặng đứng ở Long Cung phía sau. Lấy Long Cung thực lực, đơn độc đối kháng một cái ma quật hẳn là không có quá lớn vấn đề, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn không có khả năng nghe theo bắt phạt cửa hàng bọn họ an bài. Sát sát sát. chung quanh truyền đến cuồng bạo chém giết tiếng động. Mỗi một cái ma quật nội, đều có gần trăm chỉ thần cảnh yêu tà lao tới, Bắt vực liên minh một chúng thần minh lập tức đón nhận đi cùng chi chém giết. ma quật nội như cũ dường như có vô cùng vô tận yêu tà lao tới. trống, trống. lúc này mặt khác hai chỉ ma quật nội đột nhiên lại lần nữa truyền đến từng tiếng trung trời rít gào tiếng động. ân, lại có hai cái thần cảnh đỉnh yêu tà. huyền phù ở không trung bắt phạt cửa hàng hội trưởng cùng yêu giả thần môn môn chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại. thương hội trường ngươi nhìn xem có thể hay không làm một con yêu tà đi trước long cung nơi đó cũng làm cho bọn họ biết cải lời mệnh lệnh kết cục lúc này một bên lôi bắt thần nhìn đến long cung điên cuồng săn giết yêu tà đột nhiên mở miệng nói tấu chương xong chương 2140, họa thủy đông dẫn không sai bọn họ cũng dám cải lời chúng ta mệnh lệnh làm cho bọn họ trả giá đại giới lôi bình minh sắc mặt hơi hơi có chút giữ tận phụ họa lôi bắt thần long vương cải lời bọn họ mệnh lệnh hơn nữa tạo thành cái này cục diện này làm bọn hắn vẫn luôn lòng có ghi hận. Nhất định phải kia Long cung biết cải lời bọn họ mệnh lệnh kết cục. Nếu có thể đem một con thần cảnh đỉnh yêu tà dẫn tới bọn họ vị trí, tất nhiên có thể lệnh kia Long cung gặp đến tổn thất thật lớn. Ân. Ừ. Bắt phạt cửa hàng hội trưởng nhướng nhướng mày, nhìn chầm chầm hướng tới chiến trường bay đi thần cảnh đỉnh yêu tà, trong mắt lập lòe ánh sáng. Giao cho ta đi, ta có một cái biện pháp. Một bên yêu giả thần môn môn chủ đột nhiên mở miệng nói, trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ mặt giả hoạt. Nga yêu giả môn chủ có biện pháp. Nếu như vậy, khiến cho kia long cung nhiều ra điểm lực, ha hả. Bắc phạt thương hội hội trưởng đầy mặt mỉm cười nói. Hãy chờ xem. Yêu giả môn chủ nhàn nhạt cười cười, cánh tay vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay. Thương như long. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một đạo kim loại tính mũi nhọn bay thẳng đến kia chỉ thần cảnh đỉnh yêu tà công kích mà đi. Trống. Kia chỉ yêu tà loạn choạng khủng bố cái đuôi, bay thẳng đến kim loại trường thương quét ngang mà đi. Chạm vào kim loại tính trường thương rách nát, hắn đỏ như máu đôi mắt tỏa định ở yêu giả môn chủ trên người. Một tiếng rít gào, kia chỉ thần cảnh đỉnh yêu tà hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến. Vèo. Yêu giả môn chủ thân hình vừa động, bay thẳng đến Long cung trên không bay đi. Nơi này khoảng cách Long cung vị trí, gần chỉ có trăm km khoảng cách, đối với thần cảnh đỉnh cường giả tới nói, rất gần rất gần. Ken ken ken. Hắn một bên phi hành, trong tay trường thương một bên hướng tới kia chỉ thần cảnh đỉnh yêu tà công kích mà đi yêu tà đi theo hắn phía sau truy kích, từng đạo hắc viêm hướng tới hắn phun đi. Vèo. Khi bọn hắn sắp đi vào Long cung trên không thời điểm, yêu giả môn chủ trong tay vừa động, một cái lộng lẫy hắc ám thần châu xuất hiện ở trong tay. Thần châu tản ra ngâm đen ánh sáng, hoặc nhìn giống như hắc đá quý giống nhau. Cánh tay hắn vung lên, hắc ám thần châu trực tiếp huyền phù ở Long cung trên không vạn mét vị trí. Như thế vị trí, đối với thần cảnh đỉnh yêu tà tới nói, đã thuộc về công kích trong phạm vi. Trống trống. Quả nhiên, đương kia chỉ yêu tà nhìn đến hắc ám thần châu thời điểm, một đôi đỏ như máu đôi mắt lộ ra tham lam thần sắc. Nó lay động thân thể cao lớn, trực tiếp tiến lên. Không tồi, hắc ám thần châu đối với yêu tà có trí mạng lực hấp dẫn, kia long cung muốn bắt đầu tao ương. Tập kết toàn bộ long cung lực lượng, cũng rất khó đem kia chỉ thần cảnh đỉnh yêu tà chém giết. Ta đi đối phó một khác chỉ thần cảnh đỉnh yêu tà. Bắt phạt cửa hàng hội trưởng thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hắn nói, ánh mắt tỏa định mặt khác một con thần cảnh đỉnh yêu tà, trực tiếp giết qua đi. Ha hả, Long Cung. Long Vương. Thực mau các ngươi liền sẽ biết cải lời mệnh lệnh kết cục. Lôi Bắc Thần cùng Lôi Bình Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đầy mặt mỉm cười nhìn. Ân. Mà lúc này, huyền phù ở Long Cung phía sau Vương Tiên nhìn đến yêu giả thần môn môn chủ mang theo một con thần cảnh đỉnh yêu tà xông tới. Hơn nữa còn đem một cái hắc ám thần châu ném tới Long Cung một chúng thành viên trên không, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Này chỉ yêu tà giao cho các ngươi Long Cung giải quyết rớt tính làm là các ngươi cãi lời mệnh lệnh trừng phạt yêu giả môn chủ huyền phù ở hắc ám thần châu trên không vạn mét vị trí nhìn đến kia chỉ yêu tà mở miệng đem thần châu nuốt vào trong bụng hắn đầy mặt cười lạnh nói đi xuống đi cùng lúc đó trong tay hắn trường thương thật mạnh hướng tới phía dưới yêu tà một chút một chút kim mang giống như muốn xuyên thủng hư không giống nhau bay thẳng đến kia chỉ yêu tà tập kích mà đi một khi đánh trúng kia chỉ yêu tà liền sẽ hướng tới phía dưới rơi xuống mà xuống phương đó là long cung một chúng thành viên vị trí tìm chết vương tiên thấy như vậy một màn trên mặt phục ra ra nồng đậm sát khí rầm vô thủy thánh cánh trực tiếp xuất hiện ở sau người ngũ hành đại ma chậm rãi ở đỉnh đầu hắn hiện lên rống 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 Khi chỉ yêu tà nhìn đến yêu giả môn chủ công kích cùng bạo nổi giận gầm lên một tiếng nhọn nhọn cái đuôi bay thẳng đến kia kim mang nên đi ông một cổ nặng nề tiếng đánh vang lên một chút kim mang tiêu tán bén nhọn cái đuôi tiếp tục hướng tới hắn tập kích mà đi cút cho ta đi xuống Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương vũ ra từng đạo kim mang, ngắm ngũng một giây đồng hồ, mấy chục vạn kim mang xuất hiện, rậm rạp hướng tới yêu tà bao trùm mà đi. Này một kích, hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Hắn có tự tin, kia yêu tà sẽ thật mạnh hướng tới phía dưới rơi đi. Ông. Nhưng mà, liền ở hắn này nhất chiêu vừa mới thi triển xong trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm bao phủ ở hắn trong lòng. Giờ khắc này, hắn trái tim dường như đình chỉ nhảy lên, trên trán nháy mắt xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Không tốt có người đánh lén. Đây là hắn cái thứ nhất phản ứng. Thế nhưng muốn hại chúng ta Long Cung, cho ta chết. Lạnh băng thanh âm truyền vào trong tai, một thanh đỏ như máu trường kiếm, trực tiếp từ trên xuống dưới hướng tới hắn chém tới. Đáng chết, như thế nào sẽ là hắn? Hắn sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hướng tới một bên trốn đi. Hắn không nghĩ tới, lúc này thế nhưng có người đánh lén hắn. Hắn không nghĩ tới, này Long Vương thế nhưng có thể cho hắn mang đến một cổ tử vong uy hiếp cảm ở hắn vừa mới thi triển xong nhất chưa dưới tình huống, ở hắn không hề đoán trước dưới tình huống. A. À, một cổ đau triệt nội tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn cảm ứng được chính mình thân hình dường như bị trảm thành hai đoạn. Hắn đầy mặt hoảng hốt, phát ra hết thảm một tiếng, toàn thân phục ra ra khủng bố kim mang, hướng tới một bên trốn đi. Trống trống. Lúc này, hắn nghe được phía dưới yêu tà truyền đến tiếng gầm gừ. Ân. Tính mạng ngươi đại. Khi Long Vương thanh âm lại lần nữa vang vọng ở hắn trong đầu, hắn ánh mắt nhìn lại, khi Long Vương Triều hướng tới kia chỉ thần cảnh đỉnh yêu tà công kích mà đi. Nháy mắt bay ra 50 km yêu giả môn chủ cảm giác cả người lạnh lẽo. Tâm thần cảm ứng dưới, hắn phát hiện chính mình từ lỗ tai vị trí, mãi cho đến bả vai, toàn bộ thân hình bị chặt đứt một phần ba. Máu chảy đầm đìa thân hình lệnh chi nhìn qua thảm thiết vô cùng. Nếu như hắn không phải thần kinh đỉnh cường giả, này một kích, có thể làm hắn mất đi 50% sức chiến đấu. Ngay cả như vậy, giờ phút này hắn cũng coi như là người bị thương nặng. Đáng chết đáng chết, Long Vương, ngươi thế nhưng là thần cảnh đỉnh cường giả hắn đầy mặt vẫn nổ quát bị chặt đứt chỗ máu chảy đầm đìa huyết nhục bắt đầu mất máy chậm rãi bắt đầu khôi phục nhưng thân hình khôi phục sở yêu cầu tiêu hao năng lượng phi thường khổng lồ cái gì phát sinh sự tình gì vừa rồi yêu giả môn chủ mang theo một con thần cảnh đỉnh yêu tà đi trước long cung nơi đó nhưng bị long vương đánh lén trọng thương kia long vương cũng là thần cảnh đỉnh cường giả yêu giả môn chủ bị trọng thương chung quanh một ít người hơi kinh hãi sao có thể kia Long Vương kia Long Vương thế nhưng cũng là thần cảnh đỉnh cường giả. Giờ này khắc này, vẫn luôn chú ý bên này tình huống lôi bắt thần cùng lôi bình minh hai người sắc mặt vô cùng nan kham. Tấu chương xong.